Sau khi xem Ben 10 một thời gian, tôi chợt nhận ra rằng nếu bỏ qua vấn đề ngôn ngữ, phim sẽ trông không khác gì một bộ anime thuộc thể loại harem với giả nhân vật là Ben Tennyson cùng hàng loạt các em hot girl xinh tươi mơn mởn như trái cây miền Tây. Cơ mà không phải cứ gái bu nhiều là sướng đâu nha, tại đâu phải cô nào cũng tốt, cũng hợp với mình. Vì vậy, Messine tôi hôm nay sẽ làm một video xếp hạng độ lý tưởng của các bóng hồng từng bước qua đời Ben Tennyson để khám phá xem cô nào mới thực sự là destiny của cậu nhóc. Và xin lưu ý, do video xếp hạng độ lý tưởng từ thấp đến cao nên mấy bro nhớ xem đến cuối để biết ai là chiếc cờ xanh to bự của đời Ben nha. Giờ thì bấm vào đăng ký kênh và xem tiếp thôi. Let's go! Đầu tiên sẽ là vị trí cờ đỏ dành cho những bóng hồng không lý tưởng chút nào vì sở hữu tính cách độc hại hay ghen khùng ghen điên hoặc có tư tưởng yêu bao nhiêu người cũng được miễn là thật lòng. Nếu Ben quen lâu, cậu nhóc sẽ phải chịu cảnh sống nay stress mai hoặc đầu đội sừng chân đạp đất. Ngoài ra, bóng hồng nào mà là hoa đã có chủ thì tôi cũng tính luôn vì nếu bước vào mối quan hệ với họ thì Ben bé 10 sẽ trở thành Ben bé 3. Jennifer Nocturne xuất hiện lần đầu trong tập 9 mùa 1 của phần phim Ben 10 Ultimate Alien. Jennifer là một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, quyến rũ và đầy triển vọng của thương hiệu điện ảnh Vampire Summer. Ban đầu, cô thích Ben và là tiểu tam đứng đầu trong blacklist của Julie Yamamoto, aka bạn gái của Ben. Mặc dù cậu nhóc đã giải thích hết nước hết cái với Julie rằng cả hai chỉ là bạn, nhưng cô bé lại không tin. Tin thế quái nào được, bạn bè nào mà môi tương tác môi kiểu này hả chơi? Thậm chí, cơn ghen của Julie đã trở nên ngày càng nặng hơn khi Jennifer sau đó còn mời Ben đến dự tiệc của Captain Nemesis và đón cậu ấy bằng một chiếc trực thăng. Tuy nhiên, tình cảm mà Jennifer dành cho Ben không kéo dài được lâu. Ghen tị với Ben, phản diện Captain Nemesis đã bắt cóc cả hai cô gái là Jennifer và Julie rồi bắt Ben chọn phải cứu một trong hai. Ben đã chọn cứu Julie, còn Jennifer thì được Kelvin cứu. Sau đó, Jennifer đã cố gắng thả thính Kelvin, dù cả na cho cô ả là Gwen không hiền như Julie. Sau hai phi vụ làm bé ba thất bại toàn tập, Jennifer đã chọn yêu phản diện Captain Nemesis và trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Elena Valadut xuất hiện lần đầu tiên trong movie Ben 10 Alien Swarm. Elena là con gái của một thành viên trong hội Plumbers. Khác với Jennifer là bé ba xen vô cuộc tình của Ben với Julie, Elena lại là một trong những cô bạn gái chính thức của Ben. Cơ mà với cô này thì tôi lại không thấy cổ yêu Ben thật lòng. Theo tôi, tình cảm của Elena giống sự ám ảnh nhiều hơn. Ngoài ra, tính cách của cô ấy cũng rất trẻ con và hay ghen tuông vớ vẩn. Chẳng hạn khi thấy Gwen, Kelvin và Julie chen giữa cô và Ben, Elena đã tấn công họ. Bên cạnh đó, Elena cũng không phải là một người thành thật, bằng chứng là cô đã nói dối Ben về microchips cùng nguồn gốc của chúng. Drew Saturday xuất hiện lần đầu trong tập 1 mùa 3 của phần phim Ben 10 Omniverse. Drew là một nhà động vật học và là nhân vật chính trong TV series The Secret Saturdays của Cartoon Network. Về nhan sắc lẫn tính cách của cô này thì không có gì để chê luôn, đẹp này, giỏi này, lại còn tốt bụng với bao dung nữa. Nói chung là 10 điểm không có nhưng. Tuy nhiên, Drew Saturday đã là vợ người ta, chẳng những thế cô ấy còn có một đứa con xấp xỉ tuổi Ben. Như tôi đã nói ở trên, với một người đã có chồng con đề huề thế này thì Ben không nên dính vào, kẻo bị mang tiếng là tiểu tam. Atia xuất hiện lần đầu trong tập 13 mùa 1 của phần phim Ben 10 Alien Force. Atia là con gái của Milius, cựu hoàng đế của đế chế Incursion lừng lẫy một thời. Về tính cách, Atia là một người vô cùng độc ác và xảo quyệt. Để đạt được mục đích của bản thân, cô ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả việc làm hại người vô tội. Do đó, Atia đã từng cố gắng phá hủy trái đất bằng tia chinh phục của người Incursion. Đam mê của Atia là lật đổ ngôi vua của cha mình. Trong phần phim Ben 10 Alien Force, cô đã bị nhà vua Milius bắt bỏ tù vì tội phản nghịch. Sang đến phần phim Omniverse, Atia đã được cha thả ra, đổi lại cô phải giúp ông cai trị đất nước và chịu sự giám sát chặt chẽ. Ban đầu, Atia với Ben là mối quan hệ thù địch, nhưng sau đó mối quan hệ này đã phát triển thành tình đơn phương khi cô nàng đã vô tình phải lòng hình dạng Bullfrog của Ben. Cuối tập phim The Frogs of War Part 2, Atia đã thả thính cậu nhóc và đề nghị cậu ấy đi cùng với mình với tư cách Bullfrog. Dĩ nhiên, Ben từ chối. Để chào tạm biệt, Atia đã tặng Ben một nụ hôn rồi nháy mắt chào tạm biệt cậu. Tiếp theo sẽ là các bóng hồng độc thân tốt tính nhưng lại không phù hợp với Ben cho lắm. Tôi gọi đây là vị trí cờ vàng. Eunice xuất hiện lần đầu trong tập 1 mùa 3 của phần phim Ultimate Alien. Eunice là một nguyên mẫu Omnitrix có thể hấp thụ và lưu trữ DNA của nhiều loài khác nhau. Cô cũng là một trong những phát minh của tiến sĩ Asmuth. Hình dạng gốc của Eunice có tên là Unitrix. Mặc dù không phải là một con người thực sự, nhưng Eunice lại sống cực kỳ tình cảm và đối xử rất tử tế với mọi người xung quanh.
Thậm chí đối với động vật, cô ấy cũng không nỡ làm hại bọn chúng. Đáng tiếc thay, Eunice không phải một con người. Bên cạnh đó, hình dạng loài người mà Eunice có được là nhờ lấy mẫu ADN từ Gwen. Vì vậy, nếu Ben và Eunice đến được với nhau thì mối quan hệ này sẽ khá là kỳ cục, trừ khi họ đang ở Nhật Bản. Lumer Redwin xuất hiện lần đầu trong tập 1 mùa 2 của phần phim Omniverse. Lumer là con gái của lãnh chúa Ga và là công chúa của hành tinh sa mạc Khoros. Ban đầu, Lumer được gả cưới cho Kelvin, thậm chí lãnh chúa Ga còn đe dọa rằng ông ta sẽ phá hủy trái đất nếu Kelvin không chịu cưới con gái mình. Để giải cứu thằng bạn thân chí cốt, Ben đã phá đám cưới bằng cách thách đấu với Lumer. Sau khi chiến thắng cô ấy trong hình dạng Forearms, ngôi vị phò mã đã chuyển từ Kelvin sang Ben vì người nữ Tetraman chỉ yêu và cưới người nam Tetraman đánh bại họ. Về tính cách, cô này rất hung hăng và hiếu chiến, đúng chất người Tetraman. Mặc dù vậy, khi đối xử với Ben, Lumer cũng thể hiện những cử chỉ khá ngọt ngào tình cảm. Cơ mà nếu Ben đến với cô này, cậu sẽ phải sống xa gia đình. Đã vậy, hành tinh này còn rất khắc nghiệt. Vì vậy, tôi nghĩ Lumer chỉ ở vị trí cờ vàng là phù hợp. Sau cờ vàng sẽ là vị trí cờ xanh, dành cho các bóng hồng mà tôi đánh giá là khá phù hợp với Ben về nhiều mặt như tính cách, công việc, vân vân. Emily xuất hiện lần đầu trong tập 10 mùa 3 của phần phim Ultimate Alien. Emily là bạn thân từ nhỏ của Gwen. Emily thường xuyên chia sẻ đồ ăn với chị họ của Ben mỗi khi cô ấy quên đem. Điều này cho thấy Emily là một cô gái tốt bụng và tử tế. Tuy vậy, trong mối quan hệ với Ben, Emily lại khá su cà na. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Ben đã phải biến hình thành Spider Monkey để đi làm nhiệm vụ siêu anh hùng. Khi ấy, Ben đã trói Emily lên một tòa tháp cao 70m bằng mạng nhện với mục đích đảm bảo an toàn, mà không có bất kỳ một lời xin lỗi hay giải thích nào. Điều này đã khiến Emily cực kỳ tức giận, do đó cô ngay lập tức chia tay Ben sau buổi hẹn. Tuy nhiên, Emily không cảm thấy ghét Ben mà chỉ thấy giận dữ vì thái độ vô tâm của cậu ta mà thôi. Esther xuất hiện lần đầu trong tập 8 mùa 1 của phần phim Omniverse. Esther là một cô gái mang hai dòng máu Lai, Kraho và con người. Hiện tại, cô đang là thủ lĩnh của cộng đồng người Kraho sống ở Undertown bên dưới Bollywood. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, Esther còn là một cô gái tài giỏi, cởi mở và năng động. Có thể nói, trong mối quan hệ với Ben, Esther gần như là một mẫu người hoàn hảo dành cho cậu ấy vì tính cách của cả hai rất hợp nhau. Thậm chí, cô còn chấp nhận những sở thích kỳ lạ của Ben và sẵn sàng combat với các cô gái khác để có được người mình thích. Thành tích của Esther trong việc giành giật Ben có thể kể đến xương xương như đánh đuổi được Arthur, cãi lý thắng Lumer. Chẳng những thế, còn chứng minh được bản thân tốt hơn Julie. Thế nhưng Esther lại chẳng thể nào thắng nổi mối tình đầu của Ben. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Spanner tiết lộ rằng trong tương lai, Ben sẽ lấy mối tình đầu của mình, chứ không phải Esther. Mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực mình đang quen chồng của nhỏ khác, cô ấy đã quyết định chia tay Ben rồi đến với Antonio. Tuy vậy, đây chỉ là kết trong phim thôi, chứ còn ngoài đời, diễn viên lồng tiếng cho Esther với Ben là Tara Platt và Yuri Lowenthal đã cưới nhau vào năm 2002 tại Las Vegas. Kai Green xuất hiện lần đầu trong tập 5 mùa 3 của phần phim Original Series. Kai Green là một cô gái người dân tộc Navajo, một dân tộc bản địa phía tây nam Hoa Kỳ và là vợ của Ben trong tương lai. Ngay trong lần đầu tiên gặp nhau, Ben đã trúng tiếng sét ái tình với Kai. Vì vậy, Ben đã cầu xin Gwen hãy nói tốt về cậu trước mặt Kai và luôn thể hiện ra mặt rằng mình thích cô ấy. Tuy nhiên, Kai đã từ chối tình cảm của Ben do cô chỉ thích hình dạng Ben Oof của cậu mà thôi. Cơ mà sau những lần chiến đấu cùng nhau, Kai đã từ từ phải lòng Ben, dù ngoài mặt cô vẫn chưa bao giờ thực sự thừa nhận chuyện này. Có thể chính vì Kai như vậy nên Ben mới si mê cô hơn những người con gái khác. Nhưng nhìn chung thì tôi vẫn không thích cô gái này với Ben cho lắm. Do đó tôi sẽ để vị trí top 1 cho người khác, thay vì trao nó cho quý bà Tennyson. Và cuối cùng sẽ là Ben's Destiny, vị trí trên đỉnh của sự lý tưởng dành cho bóng hồng mang tên Julie Yamamoto. Xuất hiện lần đầu trong tập 1 mùa 1 của phần phim Alien Force, Julie là một vận động viên tennis chuyên nghiệp và là người bạn gái mà Ben quen lâu nhất. Vì là vận động viên nên Julie rất chăm chỉ, tỉ mỉ và có tính kỷ luật cao. Ngoài ra cô cũng là một người vui vẻ, tốt bụng và nhiều năng lượng. Không chỉ giúp đỡ Ben trong việc học tập, Julie còn hai lần cứu cậu khỏi bàn tay của Elena Vadilus, cũng như vạch mặt Elena đang giả dạng mình trong lúc cô đi vắng. Đối với công việc giải cứu thế giới của bạn trai, Julie chỉ có ủng hộ chứ không bao giờ phản đối. Theo Ben, Julie chính là người bạn gái hoàn hảo nhất mà cậu từng có. Tuy vậy, cuộc sống làm siêu anh hùng của Ben đã khiến cậu ta đánh mất Julie. Với Julie, Ben luôn là người quan trọng số 1 trong lòng cô ấy. Nhưng ở chiều ngược lại thì không được như vậy. Thay vì quan tâm hỏi han bạn gái của mình, Ben lại dồn tất cả tâm huyết vào công việc phiêu lưu và giải cứu thế giới. Nhìn chung, mối quan hệ của Ben với Julie tương tự mối quan hệ của Azimuth và Janice khi tất cả đều vì đại sự mà quên đi sự hiện diện của người bên cạnh. Đến khi họ nhận ra được vấn đề thì mọi chuyện đã đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Sau khi tổng hợp và sắp xếp thì đây là bảng xếp hạng độ lý tưởng của những bóng hồng từng bước qua đời Ben 10 của Messine.
Và đó là ý kiến cá nhân của tôi. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy comment phía dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye.